Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Đình Lâm nhá. Ok, thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với con Iwin anh em ơi. Đấy, thì hôm nay mình sẽ cầm số vốn là 250k vào bắt long hộ cho anh em xem tiếp nhá anh em ơi. Để xem hôm nay vốn 2 lít 5 của mình thì sẽ chiến thắng ở con long hộ Iwin này bao nhiêu. Thì mình em đón xem hết cuối clip để biết kết quả. À đù, cái cầu này vãi cái nồi à, cầu 11 anh em ơi. 11 mình sẽ cho nó đi 11 luôn này. Đấy, mình sẽ là người đầu tiên bẻ cái cầu này anh em ạ. Mình sẽ chấm dứt cái chuỗi của nó này. Mình sẽ chấm dứt cái chuỗi 11 của nó cho anh em xem nhá. Ok chưa? Ok chưa anh em? 2 lít 5 nhá anh em. Đấy, 2 lít 5 nhá, ok chưa? Mình đã chấm dứt được cái chuỗi gần chuỗi 10 của nó luôn anh em kìa. Chuỗi 9 anh em ạ. Ok luôn, 4 lít 9 nha. Bây giờ mình sẽ chơi tiếp con bệt nha anh em. Đấy, 11 xong rồi nó sẽ bệt chắc chắn luôn anh em, cứ tin ở mình. Cứ cầu 11 xong rồi nó sẽ đi bệt chắc chắn luôn anh em mà, khỏi phải bàn cái, anh em thấy chưa? Đấy, anh em nào mà chưa trải nghiệm với con Awin với là Iwin thì link hai con này mình đã để trong mô tả với là bình luận nhá. Anh em nào mà muốn trải nghiệm cốt hay là muốn đưa về bờ miễn phí thì cứ inbox ngay qua Zalo cho mình. Số Zalo mình luôn luôn để trong phần mô tả nhá. Rồi bây giờ mình sẽ bẻ cho anh em xem nhá. Nhưng mà bẻ nhỏ thôi, nhưng mà mình vẫn thích cầu này, vẫn thích cầu bệt anh em ạ. Nhưng mà bẻ phát xem phong thủy nó như nào. Đấy, anh em thấy chưa? Đẳng cấp bắt cầu nó phải như này anh em ạ. Như này thì mới được anh em này. Đấy, thế là đã đủ đẳng cấp để đưa anh em về bờ chưa? Mình đưa anh em về bờ mình chỉ đưa miễn phí nhá, mình không bao giờ lấy một xu phí của anh em. Rồi bây giờ mình sẽ ra vào lại xem cầu có cầu cú không nhá. Ok, vẫn cầu cú anh em nhá, vẫn cầu lúc nãy nhá. Rồi bắt tiếp luôn anh em ạ. Bây giờ mình sẽ bắt tiếp hộ nhá. 630 này, mình sẽ chia đôi ra mình bắt nhá. Đấy, lỡ mất mà còn có vốn anh em ở đấy, mất 630 thì vẫn còn 745 đấy. Chỉ cần 10 20k mình vẫn có thể lấy lại được tất cả anh em ạ. Đấy, không sao anh em chơi đừng có hoảng với là tâm lý lắm anh em ạ. Anh em chơi càng tâm lý càng mất thôi anh em. Đấy, ví dụ anh em nào mà chắc chắn như mình ấy này, câu nào chắc chắn mình sẽ bật tay luôn. Còn không mình sẽ để lại 50 hoặc 30% vốn. Đấy, lỡ có mất thì mình có thể lấy lại được anh em nhá. Đấy, ăn 720 này. Đấy, làm một phát lấy lại lúc nãy luôn, ok chưa? Đấy, anh em nào mà muốn mình đưa về bờ với lại code free với lại khuyến mãi để link trong mô tả nhé, tại xong inbox qua cho mình để được nhận cốt với là khuyến mãi này, và đặc biệt mình sẽ đưa anh em về bờ miễn phí nhá. Rồi còn anh em phát này mình để anh em từ từ nhá, từ từ mình cho anh em trải nghiệm cái đẳng cấp của mình như thế nào anh em. 1 triệu 450 nhá, nhẹ nhàng như cân đường hộp sữa luôn anh em ạ. Đơn giản luôn anh em, đơn giản luôn mà. Đấy, anh em thấy chưa? 3121. Đấy, cầu 3121 nhá. Nhưng mà không biết nó có đi 11 hay không thì mời anh em đón xem cùng mình. Đấy, để xem nó như nào nhá. Rồi anh em xem, mình nhớ cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ mình với nhá. Để mình xem nào. Ôi địt mẹ, đúng 312111 mẹ rồi anh em ơi. Mẹ nó, mình tính liều một phát anh em ạ. Mẹ, đúng cầu 312111 không ta? Phát này mà ra hộ là nó sẽ đi đúng cầu như mình nghĩ này, như mình tính này. Còn không, mình ngu, tay vừa rồi mình chơi phát là mình ăn mẻ rồi. Tay vừa rồi mình bắt 312111 là mình ăn mẻ rồi còn đâu nữa anh em. Đi cất mẹ nó kìa. Dính ngay cầu lừa anh em à, dính ngay cầu lừa anh em kìa. Địt mẹ, 312111 dính ngay cầu quả cầu lừa. Địt mẹ nó. Pha vừa rồi mình ăn được phát này mình tất tay rồi đấy. May ấy anh em mà, vẫn còn 600 mình có thể lấy lại cho anh em xem. Đấy, nãy lên mấy triệu đúng không? Bây giờ còn 600k mình sẽ lấy lại cho anh em xem. Mình sẽ lại lấy lại gấp 10 lần cho anh em xem. Một phát này, lên triệu 2 này. Cứ từ từ anh em ạ, cứ từ từ. Tay ăn tay mắt chứ có phải mẹ nhặt cái đâu mà muốn tay nào cũng ăn anh em đúng không? Có phải thần thánh này giàu còn mẹ nó rồi. Đấy, tay nào cũng ăn thì giàu mẹ rồi, cần đéo gì nữa anh em, cần đéo gì phải làm gì nữa đúng không? Đấy, tay ăn tay mất chứ mình làm gì mà biết trong đó. Đấy, nhưng mà nhiều khi là mình cũng đọc đôi cầu anh em ạ. Đấy, ăn tiếp chứ sao. Đấy, chỉ cần 600k mình lấy lại 2 triệu trong vòng 2 phát. Ok, uy tín chưa anh em? Rồi bây giờ mình sẽ dài một lại phát nữa anh em này, để xem có thoát được cái cầu này không nhá. Địt mẹ, cầu ám ảnh anh em ạ. Ám ảnh vẫn cầu này, vẫn cầu đầu bờ này anh em ạ. Mình sẽ cho anh em chiêm ngưỡng phát 1 triệu, 2 triệu luôn, tất tay luôn đi anh em. Tính để lại 5 lít nhưng mà chắc chắn quá anh em ạ. Tính để lại 5 lít nhưng mà mình tự tin quá, mình tất tay 2,3 triệu luôn. Anh em đang xem mình nhớ cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ mình nhá, để cho mình có động lực ra những video hay và mới nhất cho anh em xem hàng ngày nhé anh em ơi. Và đừng quên comment Momo bên dưới phần bình luận để mình quay random phát lọc cho anh em nhá. Và anh em nào có yêu cầu gì, đấy, có thắc mắc gì, hoặc là muốn mình chơi trò gì, bắt trò gì, cứ comment bên dưới bình luận nhá. Ok chưa, đã đủ uy tín chưa? Đẳng cấp là phải như thế này, không phải phát nào cũng tất tay được. Đấy, không phải phát nào cũng tất tay bừa được anh em nhá. Đẳng cấp bệt chưa? 4 tay nhá anh em. 4 tay ăn cả 4 luôn, lên 8,9 triệu rồi anh em ạ. Rồi, đã đủ uy tín chưa anh em? Bây giờ mình sẽ làm phát nhẹ nhàng thôi, 1,9 triệu nhá, mình bắt hết số lẻ nhá. Địt mẹ lại toàn. Toàn thì cũng phải chịu thôi, nãy giờ ăn 4-5 tay rồi, bây giờ nó bẻ nó là hết sức bình thường đơn giản anh em ạ. Nãy lên 3-4 triệu rồi, mình đánh phát mất còn 600k, bây giờ mình đánh phát lên 7 triệu anh em nè. Đấy, nãy 600 là mình bảo là mình sẽ x10 vốn cho anh em xem. Đấy, bây giờ lên 7 triệu luôn anh em nhá. Rồi bây giờ mình chơi tay này nữa này. Tay này nữa mình nghỉ này. Ăn phát nữa mình nghỉ luôn, đéo chơi nữa anh em à. Có nên làm phát nữa không anh em? Có nên làm phát, thôi nghỉ nhá, nghỉ nha anh em ơi. Thôi mình sẽ dừng clip tại đây nhá, lên 10 triệu anh em nhá. Đấy, vốn ít thôi. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại anh em vào ngày mai nhá.